chấn động. Tiên tri báo trước cực chính xác. Năm ngày vàng hốt bạc đổi đời cuối tháng 10 âm lịch của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, gặp may liên tiếp, gánh tiền nặng vai, đổi đời ngoạn mục, cực giàu có. Xin kính chào quý cô bác anh chị, những người luôn theo dõi và tin tưởng kênh Minh Đường Tử Vi. Thầy xin được gửi đến tất cả lời chúc an lành, sức khỏe và sự thịnh vượng cho tháng 10 âm lịch này, một tháng đầy những chuyển biến sâu sắc và bất ngờ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tham khảo về vận mệnh của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch 2024. Thời điểm này như làn gió đổi hướng, mang theo những năng lượng khác biệt, giúp người tuổi Canh Tuất cảm nhận rõ hơn về sự thay đổi, về những cơ hội quý giá đến bất ngờ. Nhưng quý vị ơi, trong từng vận hội luôn có những điều kiện riêng. Sẽ có 3 ngày đại lộc, 3 ngày hiếm có mà tài vận như dòng suối mát lành, cuốn trôi mọi lo toan để tuổi Canh Tuất chạm đến những thành quả xứng đáng. Đây là thời điểm được coi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, để tuổi Canh Tuất tận dụng mọi khả năng nhằm phát triển tài chính, sự nghiệp và cuộc sống đủ đầy hơn. Có câu vận mệnh không chỉ là điều mình thấy mà còn là điều mình cảm nhận. Người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 bước vào cuối tháng 10 âm lịch này sẽ thấy lòng mình trộn độn, thôi thúc một điều gì đó khác biệt, ấy chính là vận may đang đến gần. Đây là cơ hội để quý vị kiểm tra, sắp xếp lại cuộc sống của mình, để không chỉ đón nhận cơ hội mà còn để loại bỏ những rào cản đang kìm hãm tiến trình phát triển. Năng lượng của thời điểm này sẽ mang đến cho quý vị một sức mạnh nội tại mạnh mẽ, đặc biệt là trong việc khơi gợi những đam mê, hoài bão mà có thể đã bị chôn giấu trong suốt thời gian qua. Những ngày tới đây, quý vị cần giữ tâm thế bình ổn, không vội vàng quyết định, nhưng cũng không nên bỏ lỡ những dấu hiệu tài lộc đang đến. Sẽ có những cơ hội hiếm có mà quý vị cần nắm lấy, bởi vận may không phải lúc nào cũng kiên nhẫn chờ đợi. Hãy để thầy bật mí rằng, trong 3 ngày đại lộc này, tuổi Canh Tuất sẽ có thêm sức mạnh để thành công, bất kể đó là trong việc kinh doanh, đầu tư hay đơn giản là những cơ hội để tích lũy tài lộc, vun đắp cho tương lai. Hành trình của tuổi Canh Tuất trong 5 ngày này không chỉ là cuộc gặp gỡ với may mắn, mà còn là thử thách của sự kiên nhẫn, sự quyết đoán và lòng trung thực với chính bản thân mình. Hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón mọi điều tốt đẹp nhất và tự tin đi qua những ngày cuối tháng với lòng biết ơn và sẵn sàng. Xin mời quý cô bác cùng thầy tiếp tục theo dõi để hiểu rõ từng chi tiết, từng dấu hiệu của vận mệnh và cách để biến cơ hội thành công viên mãn. Chúc mừng tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, gặp vận đổi đời, tiền vàng kéo về ùn ùn, giàu nhanh chóng mặt nhờ 3 ngày đại lộc cuối tháng 10 âm lịch. Quý cô bác, anh chị tuổi Canh Tuất 1970 thân mến, chào mừng quý vị đã đến với một hành trình đặc biệt trong 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch này. Có lẽ thời gian qua, cuộc sống đã thử thách quý vị bằng không ít khó khăn và thách thức, những gánh nặng trong công việc, những lo toan trong cuộc sống. Có lúc tưởng như chẳng dứt, nhưng thầy tin rằng, như câu ông bà xưa dẫn dạy, sau cơn mưa trời lại sáng, đó chính là lúc mà vận may và tài lộc lại bắt đầu gõ cửa. Theo dự đoán tử vi cho người tuổi Canh Tuất, 5 ngày cuối tháng này mang đến những vận hội vô cùng đáng quý, khi vận trình của quý vị sẽ được ánh sáng chiếu rọi. Đặc biệt, trong khoảng thời gian ấy, có 3 ngày đại lộc, 3 ngày mà năng lượng tài lộc sẽ tràn về mạnh mẽ, tựa như làn gió xuân dịu dàng mang theo hương hoa cỏ, mở ra cho quý vị những cơ hội bất ngờ để cải thiện tài chính, thậm chí là khơi thông những nguồn thu đã bị án binh bất động bấy lâu. Không chỉ tài vận, 3 ngày đại lộc còn là thời điểm quan trọng để quý vị củng cố mối quan hệ gia đình, tạo dựng một không khí ấm áp, gần gũi với những người thân yêu. Sự bình yên và hài hòa trong gia đình chính là nền tảng vững chắc giúp quý vị yên tâm phát triển mọi mặt cuộc sống. Vậy nên, đừng ngần ngại dành thời gian bên gia đình, cùng nhau chia sẻ và thấu hiểu, bởi chính sự hòa hợp này sẽ là điểm tựa tinh thần để người tuổi Canh Tuất vững vàng bước tiếp trên con đường phát triển. Có câu, phúc đến với người biết chuẩn bị. Do vậy, thầy khuyên quý vị nên dành chút thời gian để hoạch định thật chu đáo cho 3 ngày này, cần nắm bắt từng cơ hội, đừng để thời gian vàng bạc trôi qua một cách hời hợt. Trong từng quyết định về tài chính, công việc hay gia đình, hãy giữ một tâm thế kiên định, một lòng nhiệt huyết để không chỉ đón nhận mà còn tối ưu hóa vận may. Hãy cùng thầy tiếp tục theo dõi và lắng nghe từng dự đoán chi tiết để có được những bước chuẩn bị chu đáo nhất trong giai đoạn sắp tới này quý vị nhé. Thầy tin rằng, với sự kiên nhẫn và lòng chân thành, người tuổi Canh Tuất sẽ chào đón những ngày tháng ấm no, bình yên và hạnh phúc. Về công việc và sự nghiệp,
Kính chào quý cô bác tuổi Canh Tuất 1970. Hôm nay thầy xin chia sẻ về vận trình công việc và sự nghiệp của quý vị trong 5 ngày cuối của tháng 10 âm lịch. Đây sẽ là một giai đoạn đầy triển vọng và thăng hoa trong sự nghiệp, mang lại nhiều tin vui cũng như những bước tiến đáng giá. Đối với những ai đang làm việc tại công sở, thầy thấy rằng sau nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ, đã đến lúc những đóng góp của quý vị được ghi nhận. Đây là thời điểm mà những nhiệm vụ hoặc dự án còn dang dở sẽ dần hé lộ thành quả, tựa như mầm non nảy nở sau mùa mưa, mọi công sức của quý vị sẽ không bị lãng quên. Mà ngược lại, có khả năng cao sẽ thu hút sự chú ý từ cấp trên, và không ngoại trừ việc quý vị sẽ nhận được những lời khen ngợi, phần thưởng xứng đáng. Đặc biệt, những ai đã và đang nuôi dưỡng ước mơ thăng tiến, đây là thời điểm thuận lợi để biến ước mơ đó thành hiện thực. Nhưng quý vị cũng đừng quên rằng, thành công luôn đòi hỏi sự kiên nhẫn, nên hãy tiếp tục cố gắng hết mình nhé. Còn với những quý cô bác tuổi Canh Tuất đang theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, thầy có tin vui đặc biệt, đây là lúc mà các dự án, kế hoạch tưởng chừng đang chững lại sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ. Năng lượng tài lộc của cuối tháng 10 âm lịch như một luồng sinh khí mới, giúp những ý tưởng và dự án của quý vị sinh sôi, thậm chí là tạo ra lợi nhuận nhiều hơn dự tính. Đây là thời điểm lý tưởng để quý vị mở rộng kinh doanh, tìm kiếm và thiết lập những mối quan hệ hợp tác với các đối tác tiềm năng. Tuy nhiên, hãy ghi nhớ rằng, bất kỳ bước tiến nào cũng cần có sự cân nhắc kỹ càng, những quyết định vội vàng. Thiếu sự chuẩn bị đôi khi sẽ làm chệch hướng vận may của quý vị, vì vậy, sự cẩn trọng và lập kế hoạch chu đáo là yếu tố then chốt để thành công. Cuối cùng, quý vị hãy nhớ rằng vận may trong công việc không chỉ là món quà từ trời, mà còn là thành quả của sự bền bỉ và tận tụy của bản thân. Thời điểm này, nếu quý vị biết cách nắm bắt, chậm rãi nhưng chắc chắn, thì không chỉ sự nghiệp thăng hoa, mà cuộc sống gia đình cũng sẽ trở nên sung túc, hạnh phúc hơn. Thầy chúc cho quý cô bác tuổi Canh Tuất có thể nhìn rõ con đường phía trước để có được sự thành công viên mãn trong sự nghiệp và cuộc sống. Sức khỏe của Canh Tuất 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Quý cô bác tuổi Canh Tuất 1970 thân mến, trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch, sức khỏe sẽ là điều quý vị cần đặc biệt quan tâm. Thời tiết chuyển mùa mang theo những thay đổi bất ngờ, khiến cơ thể chúng ta dễ bị ảnh hưởng. Đặc biệt, hệ xương khớp và hô hấp của tuổi Canh Tuất có thể trở nên nhạy cảm hơn vào thời điểm này, dễ gây ra những cơn đau nhức, mệt mỏi hay đôi khi là cảm giác đuối sức. Khi những cơn gió lạnh đầu mùa se sắt thổi về, việc giữ ấm cơ thể là rất quan trọng. Đừng quên khoác thêm áo khi ra ngoài và hãy hạn chế việc thức khuya, vì đó là nguyên nhân chính khiến cơ thể suy nhược, dễ sinh bệnh. Cô bác nên nhớ rằng, một chế độ ăn uống cân bằng, giàu vitamin và chất xơ, không chỉ giúp bồi bổ cơ thể, mà còn giúp duy trì hệ miễn dịch vững mạnh trong những ngày giao mùa. Các loại rau xanh, hoa quả tươi và nước ấm là những người bạn không thể thiếu trong thực đơn của quý vị lúc này. Nếu có thể, hãy dành chút thời gian mỗi ngày cho các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hoặc vài động tác dưỡng sinh cơ bản, không chỉ giúp xương khớp linh hoạt mà còn làm dịu tâm trí, đem lại một sự thư thái nhẹ nhàng, giúp quý vị thấy cuộc sống an lành và dễ dàng đón nhận nguồn năng lượng tích cực. Mỗi bước đi, mỗi nhịp thở sâu đều là cách giúp quý vị tự chăm sóc và nuôi dưỡng bản thân, tạo điều kiện để tài lộc và may mắn tự nhiên đến với mình. Cuộc sống đôi khi có những biến động khó lường, nhưng khi có sức khỏe mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Thầy chúc quý vị sẽ vượt qua mùa lạnh này một cách an lành, giữ vững tinh thần lạc quan để đón chào những niềm vui và phúc lộc đang đợi ở phía trước. Về phương diện gia đạo và tình cảm, quý cô bác tuổi Canh Tuất 1970 kính mến, những ngày cuối tháng 10 âm lịch sẽ mang đến một không khí gia đình thật ấm áp và hạnh phúc. Đây là thời gian mà tình cảm giữa các thành viên trong gia đình sẽ trở nên gắn kết hơn bao giờ hết, tựa như dòng chảy của yêu thương đang len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong ngôi nhà nhỏ. Những niềm vui giản dị, những cuộc trò chuyện chân thành, cùng những nụ cười sẻ chia sẽ là chất keo hàn gắn các mối quan hệ, khiến cho gia đạo trở nên hài hòa và thấm đượm tình thân. Nếu trước đây trong gia đình có những hiểu lầm hay xích mích nhỏ, đây chính là thời điểm tốt để những khúc mắc được hóa giải. Trong không khí mùa lễ hội cận kề, lòng người cũng trở nên rộng mở hơn, dễ tha thứ, dễ cảm thông. Mọi thành viên sẽ có cơ hội lắng nghe và hiểu nhau hơn, những mâu thuẫn dần tan biến, nhường chỗ cho tình thương và sự quan tâm lẫn nhau. Đây là khoảnh khắc đáng quý để cô bác có thể đặt lại những gánh nặng ngoài kia, để tận hưởng sự đoàn kết, hòa thuận bên người thân. Đặc biệt,
người tuổi Canh Tuất sẽ có thể đón nhận những tin vui từ con cháu, có thể là một thành tích học tập đáng tự hào, một thành công mới trong công việc, hay một cột mốc đáng nhớ nào đó trong cuộc đời của các con cháu. Những niềm vui ấy không chỉ làm sáng bừng không gian gia đình, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho quý vị. Đó chính là thành quả của những hy sinh, những dạy dỗ mà quý cô bác đã dành cho con cháu suốt thời gian qua. Hãy tranh thủ thời gian này để cùng nhau quây quần, sẽ chia những câu chuyện vui buồn, cùng ôn lại những kỷ niệm gia đình, một tách trà nóng, một buổi chiều sum họp. Những lời động viên chân thành từ cô bác sẽ là nguồn động lực lớn lao, giúp thế hệ trẻ thêm vững tin trên con đường đời. Sự gắn kết này không chỉ tạo nên một gia đình hòa thuận, mà còn là nền tảng để phúc lộc dồi dào hơn trong những tháng ngày tới. Thầy chúc quý cô bác tuổi Canh Tuất sẽ có những phút giây đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình, cùng nhau trải qua những ngày cuối năm tràn đầy yêu thương và tiếng cười. Chúc cho gia đạo ngày càng bền vững, tình cảm giữa các thành viên ngày thêm sâu đậm, để cuộc sống luôn trọn vẹn niềm vui và bình an. Đặc biệt, có 3 ngày đại lộc, thời điểm vàng đón tài lộc và may mắn, quý cô bác tuổi Canh Tuất 1970 thân mến. Thời gian 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch sắp tới là cơ hội tuyệt vời để đón nhận những nguồn tài lộc quý giá, đặc biệt là 3 ngày đại lộc, 25, 28 và 29 tháng 10 âm lịch. Đây chính là thời điểm mà vận khí của tuổi Canh Tuất được đẩy lên mức cao nhất, như một ngọn triều dâng mang lại những cơ hội đột phá trong tài chính và công việc. 3 ngày này không chỉ là vận may tạm thời, mà nếu biết nắm bắt khéo léo, cô bác có thể xây dựng một nền tảng tài lộc bên lâu dài. Cùng tìm hiểu chi tiết về từng ngày đại lộc để có sự chuẩn bị chu đáo và đón nhận tài lộc một cách trọn vẹn nhất. Ngày 25 tháng 10 âm lịch, khởi đầu đại lộc, khai mở may mắn. Ngày 25 tháng 10 âm lịch, ngày đầu tiên trong chuỗi 3 ngày đại lộc, là khởi điểm của những cơ hội tài lộc và may mắn đến với người tuổi Canh Tuất. Đây là thời điểm mà những ai đang nuôi dưỡng ước mơ hoặc triển khai các kế hoạch công việc có thể tìm thấy sự ủng hộ từ vận khí mạnh mẽ. Năng lượng ngày này không chỉ giúp thúc đẩy những dự án đang chờ đợi, mà còn có khả năng mang lại những kết quả đáng kỳ vọng. Đối với những người đang làm việc văn phòng hoặc môi trường công sở, ngày này mang đến tín hiệu tốt lành. Nếu cô bác có dự định đàm phán hợp đồng hay trình bày ý tưởng kế hoạch mới, thì thời điểm này sẽ gặp nhiều thuận lợi. Những ý tưởng sáng tạo có thể được cấp trên hoặc đồng nghiệp đón nhận tích cực, mở ra cơ hội thăng tiến và ghi dấu ấn trong công việc. Đồng thời, với những người đang nắm giữ vai trò lãnh đạo hoặc quản lý, ngày 25 sẽ là cơ hội tốt để củng cố mối quan hệ với nhân viên, đối tác, xây dựng nền tảng bền vững cho sự phát triển lâu dài của tổ chức. Đối với người tuổi Canh Tuất đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, ngày này sẽ như một cơn gió lớn mang lại nguồn sinh khí cho các thương vụ và giao dịch. Nếu cô bác đang cân nhắc đầu tư vào một dự án mới hoặc tìm kiếm đối tác chiến lược, thì ngày 25 là thời điểm hoàn hảo để bắt tay hành động. Mọi giao dịch tài chính vào ngày này đều có khả năng sinh lợi nhuận tốt, không chỉ mang lại sự ổn định về tài chính mà còn giúp củng cố vị thế trong thị trường. Tuy nhiên, để vận may ngày này đạt đến đỉnh cao, cô bác nên chuẩn bị kỹ càng, cân nhắc các lựa chọn và hành động một cách khôn ngoan. Ngoài ra, ngày này còn thích hợp cho các hoạt động xây dựng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Cô bác có thể tận dụng cơ hội gặp gỡ đối tác, tham gia các sự kiện hoặc hội thảo để mở rộng mạng lưới kinh doanh. Những người mới quen biết trong ngày này có khả năng trở thành những người bạn đồng hành quan trọng, hỗ trợ cho sự phát triển lâu dài trong tương lai. Các mối quan hệ được xây dựng hôm nay không chỉ dựa trên lợi ích ngắn hạn, mà còn có thể là cơ hội dài hạn, giúp cô bác dễ dàng mở ra những cơ hội tài lộc trong các giai đoạn sau này. Đặc biệt, đối với các khoản đầu tư, những ai biết chọn thời điểm sáng suốt và đầu tư đúng nơi sẽ có thể gặt hái những khoản lợi nhuận đầy triển vọng. Ngày 25 không chỉ mang đến cơ hội làm giàu, mà còn mở ra những cánh cửa mới, đưa tuổi Canh Tuất vào một giai đoạn thịnh vượng và tài lộc. Vận may từ ngày khởi đầu đại lộc này sẽ lan tỏa, đem lại sự hứng khởi, tự tin và động lực, giúp cô bác mạnh dạn tiến bước trên con đường phát triển tài chính bền vững. Hãy sẵn sàng để đón nhận những điều tốt đẹp trong ngày này, giữ tâm thế thoải mái và đón nhận mọi thứ với tinh thần lạc quan, bằng sự nỗ lực và sự chuẩn bị kỹ càng. Cô bác sẽ dễ dàng nắm bắt được vận may, từ đó tạo dựng cho mình một nền móng tài chính vững chắc, giúp cuộc sống thêm phần viên mãn và trọn vẹn. Ngày 28 tháng 10 âm lịch, cao điểm của tài lộc và vận khí tài chính. Ngày 28 tháng 10 âm lịch là một trong những ngày đặc biệt nhất trong chuỗi ngày đại lộc của người tuổi Canh Tuất,
khi tài lộc và vận khí tài chính đạt đến đỉnh cao. Đây chính là thời điểm mà những cơ hội tài chính như những cơn gió thuận chiều, mang đến một nguồn năng lượng mạnh mẽ, giúp cho mọi quyết định đầu tư, kinh doanh đều trở nên thuận lợi và sinh lời. Người tuổi Canh Tuất sẽ cảm nhận rõ rệt sự thịnh vượng đang đến gần. Chỉ cần nắm bắt đúng thời điểm, những dự định tài chính của cô bác sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ, mở ra những cánh cửa cơ hội rộng mở. Đặc biệt, với những ai đang có dự án kinh doanh hoặc chuẩn bị đầu tư vào các lĩnh vực mới, ngày 28 sẽ là thời điểm vàng để bắt tay vào hành động. Cô bác có thể đưa ra những quyết định quan trọng như ký kết hợp đồng, mở rộng hợp tác hay thực hiện giao dịch mua bán. Tất cả đều sẽ diễn ra thuận lợi và mang lại kết quả tốt đẹp. Các giao dịch tài chính vào ngày này có khả năng đem lại nguồn lợi nhuận không nhỏ, đặc biệt là những khoản đầu tư khôn ngoan, được tính toán kỹ lưỡng từ trước. Nếu cô bác đang có ý định mở rộng quy mô kinh doanh, đẩy mạnh chiến lược phát triển hoặc mở rộng đối tác, ngày 28 là thời điểm lý tưởng để hiện thực hóa những ước mơ đó. Vận may sẽ đồng hành với những quyết định táo bạo, song cũng sẽ chỉ đến với những ai đã có sự chuẩn bị kỹ càng, biết nắm bắt cơ hội và có tầm nhìn chiến lược. Nếu cô bác đang tìm kiếm những cơ hội đầu tư dài hạn hoặc các giao dịch mang tính bước ngoặt, đây là lúc thích hợp để thực hiện. Tuy nhiên, mặc dù ngày 28 là ngày của tài lộc và may mắn, tử vi cũng khuyến cáo người tuổi Canh Tuất nên duy trì sự tỉnh táo và cẩn trọng. Những khoản lợi nhuận đến từ những quyết định sáng suốt và những kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ càng thường mang lại thành công bền vững hơn là những giao dịch mang tính ngẫu hứng hoặc quá mạo hiểm. Trong khi vận may đang mỉm cười, cô bác cũng không nên chủ quan hoặc vội vàng trong những giao dịch tài chính. Hãy nhớ rằng, sự vững vàng và kiên nhẫn mới là yếu tố quyết định giúp giữ vững tài lộc lâu dài. Bên cạnh đó, ngày 28 cũng là thời điểm tuyệt vời để mở rộng mối quan hệ kinh doanh, kết nối với những đối tác tiềm năng, tham gia các cuộc họp quan trọng, thậm chí là đàm phán các dự án lớn. Các mối quan hệ được xây dựng trong ngày này sẽ có ảnh hưởng tích cực lâu dài đối với sự nghiệp và tài chính của cô bác. Đặc biệt, những ai trong ngày này quyết định đầu tư vào các lĩnh vực bất động sản, cổ phiếu hoặc các ngành nghề tiềm năng sẽ có cơ hội gặt hái lợi nhuận lớn nếu biết chọn đúng thời điểm và thị trường. Ngày 28 tháng 10 âm lịch không chỉ là đỉnh cao của tài lộc mà còn là ngày thể hiện sự minh mẫn, sáng suốt trong quyết định tài chính. Cô bác hãy tận dụng triệt để những cơ hội đến trong ngày này để mở ra một chặng đường tài chính tươi sáng và vững bền, với sự kết hợp của sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt cơ hội. Tuổi Canh Tuất sẽ không chỉ có được những khoản lợi nhuận lớn mà còn xây dựng được nền móng vững chắc cho sự nghiệp và tài chính trong tương lai. Ngày 29 tháng 10 âm lịch, ngày đại cát kết thúc chuỗi ngày đại lộc. Ngày 29 tháng 10 âm lịch chính là đỉnh cao của vận may, là ngày đại cát khép lại chuỗi 3 ngày đại lộc rực rỡ của người tuổi Canh Tuất. Đây là thời điểm đặc biệt mà mọi nỗ lực, sự cố gắng trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Những dự án, công việc hay giao dịch đã được lên kế hoạch từ trước, giờ đây có thể đạt được thành quả cụ thể và mang lại những kết quả ngoài mong đợi. Tất cả những gì cô bác đã đặt tâm huyết vào sẽ dần được thu hoạch, làm nền tảng vững chắc cho những bước phát triển trong tương lai. Đặc biệt, với những ai đang chờ đợi sự đột phá trong công việc hoặc kỳ vọng nhận được những khoản thu bất ngờ từ các giao dịch hay đầu tư, ngày 29 chính là thời điểm mà những điều này có thể trở thành hiện thực. Sự may mắn và vận khí tài lộc trong ngày này có thể mang lại cho cô bác những khoản thu nhập ngoài dự tính, thậm chí là những cơ hội tài chính lớn chưa từng có. Đây là lúc cô bác có thể nhìn thấy thành quả từ những nỗ lực trong suốt thời gian qua, cảm nhận rõ ràng sự thịnh vượng và ổn định đang đến gần. Không chỉ là một ngày may mắn về tài chính, ngày 29 còn là thời điểm lý tưởng để ký kết các hợp đồng quan trọng, thảo luận các dự án lớn hoặc gặp gỡ những đối tác tiềm năng. Các mối quan hệ được tạo dựng trong ngày này sẽ có ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài, mở ra những cơ hội phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Những quyết định quan trọng như ký hợp đồng lớn, mở rộng hợp tác hay triển khai các dự án mới đều sẽ được tiến hành thuận lợi, mang lại hiệu quả cao. Cô bác sẽ dễ dàng nhận ra rằng vận khí của ngày này hỗ trợ mạnh mẽ cho mọi giao dịch, giúp mọi việc trở nên dễ dàng và suôn sẻ hơn. Đặc biệt, ngày 29 tháng 10 không chỉ mang lại cơ hội tài chính ngay lập tức, mà còn tạo ra nền tảng vững chắc cho một nguồn thu nhập ổn định và bền vững. Đây là lúc thích hợp để cô bác xây dựng các chiến lược tài chính dài hạn, đảm bảo sự thịnh vượng không chỉ trong ngắn hạn mà còn cho tương lai. Những bước đi đúng đắn hôm nay sẽ giúp củng cố tài chính gia đình, mang lại cuộc sống đầy đủ và sung túc.
Đây cũng là thời điểm lý tưởng để cô bác nhìn nhận lại con đường phát triển trong tương lai, đưa ra những chiến lược tài chính dài hạn, từ đó tạo dựng một cơ sở vững chắc cho sự nghiệp và sự an khang của gia đình. Ngày 29 tháng 10 là cơ hội để xây dựng một nền tảng tài chính ổn định, mở ra cơ hội phát triển lâu dài và vững bền. Những ai biết nắm bắt thời cơ vào ngày này sẽ không chỉ có được nguồn thu nhập đáng kể trong thời gian ngắn, mà còn tạo dựng được một sự nghiệp vững vàng, giàu có trong tương lai. Ba ngày đại lộc này sẽ như ba cơ hội vàng, đưa tuổi Canh Tuất bước vào một giai đoạn mới với nhiều phúc lộc và thành công. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa vận may, cô bác cần có sự chuẩn bị tinh thần và tài chính thật kỹ lưỡng, hành động một cách cẩn trọng và sáng suốt. Chúc cô bác sẽ biết cách nắm bắt thời cơ, đón nhận tài lộc một cách trọn vẹn nhất, giúp cuộc sống thêm phần sung túc và viên mãn. Nhân sinh cảm ngộ. Bài học từ bậc thầy Quỷ Cốc Tử: ba điều cần giữ mồm giữ miệng. Dù vô cùng thân thiết, Quỷ Cốc Tử là một trong những đệ tử tài giỏi nhất của Lão Tử. Ông được người đời sau biết đến là bậc thầy mưu lược nổi tiếng thời Xuân Thu Chiến Quốc, tương truyền tên thật của ông là Dương Hù. Nhưng do ẩn cư trong hang quỷ nên lấy danh xưng trước người đời là Quỷ Cốc Tử. Những lời dạy của bậc thầy trí tuệ Quỷ Cốc Tử luôn mang những bài học triết lý nhân sinh sâu sắc. Dù trải qua nhiều năm thăng trầm, nhưng nó vẫn giữ nguyên được giá trị. Tiêu biểu nhất phải kể đến lời răn dạy của ông nhắc nhở: dù có thân thiết với ai đến mức nào, cũng tuyệt đối không nên tùy tiện nói ra ba điều. Người thông minh nhất định phải biết sớm để bảo toàn cho mối quan hệ của mình. 1. Đừng nói về chuyện riêng tư của gia đình người khác. Người ta thường nói, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi gia đình đều có một câu chuyện riêng. Có vui buồn, có hạnh phúc, cũng có khổ đau riêng mà người ngoài không thể nào hiểu hết được. Khi nhìn vào cuộc sống của người khác, chúng ta có thể thấy họ rất hạnh phúc, nhưng biết đâu đằng sau đó lại là nhiều câu chuyện khác. Cho dù sự việc có tốt hay không tốt như thế nào, thì chuyện riêng tư gia đình của người khác là vấn đề nhạy cảm và chúng ta cũng không nên bàn tán ra vào. Gia đình nào cũng có những bí mật riêng tư cần được người khác tôn trọng, cho dù quan hệ với bạn bè có tốt đến đâu. Hoặc có là người nhà đi chăng nữa thì cũng không nên đem chuyện trong nhà của người khác ra bàn tán. Đó không chỉ là phép lịch sự tối thiểu, mà còn là thước đo để đánh giá sự tín nhiệm của bạn đối với người khác. Bạn bè càng thân thì càng nên có danh giới rõ ràng. Đây là yếu tố để duy trì mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài, dù trong bất cứ vấn đề nào. Vì vậy, hãy học cách giữ mồm giữ miệng, tôn trọng người khác. Chỉ có như vậy mới có thể nhận được sự tôn trọng từ người khác. Chia sẻ với bạn bè quá nhiều điều không chỉ khiến họ không thoải mái, mà còn chứng tỏ bản thân là người bao qua nhiều chuyện. Thậm chí, nếu chia sẻ những điều này với sai người sẽ còn gây hại về sau. 2. Đừng kể về những chuyện không tốt trong chính gia đình mình. Có câu, chuyện nhà mình đừng giặt áo cho người xem lưng. Nhiều người cho rằng, mỗi khi có bất hòa, mâu thuẫn trong gia đình lại đem đi kể với người ngoài là cách để họ giải tỏa nỗi bức xúc trong lòng và cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thế nhưng điều này lại không hoàn toàn đúng. Nên nhớ rằng, điều xấu luôn truyền đi ngàn dặm. Rất có thể hôm nay bạn đi kể chuyện nhà mình cho một người thân thiết, nhưng hôm sau câu chuyện riêng của gia đình đã được lan truyền đi khắp mọi nơi. Hơn thế nữa, đem chuyện nhà mình đi kể ra ngoài, đôi lúc sẽ nhận về những nhận xét không hay. Chúng ta nên hiểu rằng, việc đem chuyện xấu trong nhà ra ngoài nói với người khác chỉ khiến bản thân mình không trở nên tốt đẹp hơn trong mắt họ, mà còn có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ thân thiết trong gia đình. Nếu như vô tình đến tai một thành viên nào đó, ai rồi cũng sẽ mắc sai lầm. Đừng vì những điều nhỏ nhặt này mà làm ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình mình, ngay cả khi chúng ta không có ác ý trong những lời kể đó. Dù vậy, vẫn không thể chắc chắn rằng người khác có phóng đại hoặc hiểu sai ý hay không. Điều này cuối cùng sẽ dẫn đến những rắc rối không đáng có. 3. Đừng tùy tiện kể về những việc do nhờ cậy người khác mà thành. Trong xã hội ngày nay, không thể phủ nhận tầm quan trọng của những mối quan hệ, đặc biệt là trong công việc làm ăn. Có một mạng lưới quan hệ mạnh mẽ sẽ giúp chúng ta mỗi lúc khó khăn cần nhờ cậy. Tuy nhiên, việc chỉ dựa vào các mối quan hệ để đạt được thành công không phải là cách hay. Nếu lạm dụng có thể để lại bất lợi về lâu về dài. Dù nhờ giả, trông cậy vào các mối quan hệ quen biết để đạt được thành công, thăng quan tiến chức, thế nhưng loại thành công này lại khó có thể tồn tại lâu dài. Bởi vì thành công nếu chỉ dựa dẫm vào nguồn lực và sự kết nối của người khác sẽ khiến chúng ta ỷ lại và thiếu động lực để cải thiện bản thân. Hơn hết,
Đừng xem những gì mình đạt được bằng cách nhờ vả vào các mối quan hệ là thành tích đáng để khoe khoang, là niềm tự hào, bởi đây là vấn đề nhạy cảm. Không chỉ khơi dậy sự đố kỵ, ganh ghét của người khác, mà còn khiến chúng ta mất đi sự uy tín và sự tôn trọng của người khác đối với mình. Thực chất thì dù có thân thiết đến đâu, vấn đề này cũng chỉ được xem như một sự may mắn. Nếu tùy tiện nói với người khác mà không suy xét, có thể họ sẽ nghĩ bạn là người chỉ biết lợi dụng người khác, lười biếng và nghi ngờ về năng lực của bạn. Cuộc sống muôn hình muôn vẻ, luôn có những chuyện khiến chúng ta muốn tìm người để tâm sự. Thế nhưng lòng người cách xa nhau, dù có thân cách mấy, bạn vẫn hoàn toàn không biết được trong mắt người khác bạn như thế nào. Có thể đối với bạn, câu chuyện bạn muốn kể tựa cả rừng cây, nhưng với người khác đó chỉ là ngọn cỏ. Trên đây là bài học mà bậc thầy mưu lược Quỷ Cốc Tử đã nhắc nhở: người thông minh biết lĩnh ngộ càng sớm dễ tránh được nhiều tai họa. Nhìn chung, những ngày cuối tháng 10 âm lịch chính là một giai đoạn đặc biệt đầy hứa hẹn đối với người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, đặc biệt là ba ngày đại lộc 25, 28 và 29 âm lịch. Đây không chỉ là một chuỗi ngày may mắn, mà còn là những thời khắc vàng giúp cô bác có cơ hội nhìn thấy sự nghiệp, tài chính và cuộc sống gia đình chuyển mình mạnh mẽ. Vận may tài lộc trong 3 ngày này không phải ngẫu nhiên mà đến, nó chính là kết quả của những quyết định, sự chuẩn bị và nỗ lực trước đó. Chính vì vậy, nếu như có sự tự tin, kiên trì và một cái nhìn sáng suốt, người tuổi Canh Tuất sẽ dễ dàng nắm bắt được cơ hội và biến nó thành những thành quả rõ ràng. Bền vững không chỉ là thời điểm thuận lợi để phát tài, 3 ngày đại lộc này còn là cơ hội để cô bác củng cố tài chính gia đình, mang lại những bước đi vững chắc cho tương lai. Các quyết định trong công việc, hợp tác hay đầu tư vào thời điểm này đều có thể đưa đến những kết quả bất ngờ, thậm chí có thể tạo ra sự ổn định tài chính lâu dài. Đây là dịp để xây dựng một nền móng vững chắc cho cuộc sống đầy đủ và thịnh vượng. Vì thế, hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt, tận dụng mọi cơ hội và đón nhận tài lộc, may mắn một cách xứng đáng. Cuối cùng, Minh Đường Tử Vi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để luôn cập nhật những video mới nhất về tử vi và phong thủy. Những thông tin này sẽ giúp quý vị không chỉ hiểu thêm về bản mệnh của mình, mà còn khám phá những cơ hội mới trong cuộc sống. Hãy luôn tin tưởng vào vận mệnh và đón nhận những cơ hội mà trời đất mang lại.